Chào các bác nhé, nay bên em lại mới về lô đầu cốt mới, nên làm cái video giới thiệu với anh em luôn. Cốt này cũng là dạng cốt nối thẳng các bác, thêm cái là nó có vỏ nhựa dẻo bọc cách điện ở ngoài như này. Chất của nó vẫn là đồng mạ thiết nhé các bác, để em thử nam châm cho anh em xem. Mang về kiểm tra không phải đồng các bác cứ gửi lại đây em đền gấp đôi cho. Còn bấm loại cốt này thì mình dùng các loại kìm một răng như này là được nhé các bác, vì vỏ nhựa dẻo nên cứ bấm thoải mái. Dùng kìm dạng răng bấm như này cũng tốt à, anh em cần tư vấn chi tiết thì liên hệ thông tin em để phần mô tả nhé, cảm ơn các bác.